Năm 2005, ở đất nước Nepal có một cậu thiếu niên tên là Ram Bahadur Pongchen. Sẽ đọc sai sai phát âm, quý vị thông cảm ha. Được báo chí truyền thông mệnh danh là cậu bé Phật khi cậu ấy tuyên bố mình sẽ ngồi thiền bất động suốt 6 năm. Bản thân đài Discovery cũng đã điều tra và nói rằng cậu ấy ngồi cả ngày luôn ngồi thiền định bất động. Nhưng hiện nay có một số thông tin cho rằng cậu ấy là giả sư, bị tố đánh đập và cưỡng bức một số người. Con mong thầy giải đáp giúp con, theo ý thầy cậu ấy có phải giả sư không? Hay ban đầu cậu ấy là một vị sư tu hành thực sự, nhưng đã tu sai cách và vào một loại thiền được gọi là thiền định để trở nên như vậy? Về cái vấn đề này đó, thì sư có tham khảo là chúng ta là có cái video là 96 giờ liên tục vị này ngồi bất động. Chúng ta phải xác nhận là sự thật này là có nha, tức là đài Discovery đó là có quay quay vị này ngồi liên tục trong 96 tiếng đồng hồ, tức là suốt 4 ngày không ăn không uống không đi vệ sinh, nói chung là ngồi bất động đó. Thì nó lật đổ cái gọi là cái giá trị quan của khoa học, đó là một người mà suốt 4 ngày như vậy đó mà không ăn không uống không vệ sinh mà có thể còn sống, có thể tồn tại được, thì nó lật đổ giá trị quan của khoa học. Thì đây là một sự thật có, nhưng mà nhớ giùm, chỉ có 4 ngày. 4 ngày chứ không phải là 6 tháng khác á. Còn nếu như chúng ta muốn gọi là muốn chứng minh người này ngồi hơn thì chúng ta phải quay nhiều hơn. Chứ còn chúng ta không thể nào nói là bây giờ nè, một người nói là bây giờ họ có thể nhịn thở trong 3 ngày 3 đêm không cần thở vẫn sống được, và vị ấy chứng minh bằng cách là tự quay mình trong vòng 1 phút đồng hồ. Và khi 1 phút đồng hồ tôi nín thở được thì có nghĩa là trong 3 ngày 3 đêm tôi cũng nín thở được. Quý vị có thấy cái chuyện đó là nó hợp lý hay không? Cho nên á, cái chuyện là vị này tuyên bố 6 tháng thì không có một cái cách nào để chứng minh. Tuy nhiên á, 4 ngày liên tục là đúng là có. Và một vị mà có khả năng mà ngồi 4 ngày liên tục á, là chắc chắn vị đó phải có chứng thiền. Không chứng thiền là không ngồi được 4 ngày liên tục. Còn mà ngồi được tối đa bao lâu á thì trong kinh tạng có nói là một vị mà hành thiền á, ở các tầng thiền nha, là có thể nhập định thì có thể ngồi trong 7 ngày. Thường là 7 ngày, sư không thấy ở cái đoạn kinh nào mà ghi chú là một vị ngồi hơn. Bởi vì á, mặc dù là cơ quan của chúng ta là do cái việc hành thiền ấy, nó đi vào cái trạng thái là tốt nhất, ít hao tổn nhất, nhưng mà 7 ngày thường sẽ thấy trong kinh 7 ngày là tối đa rồi. Cho nên là những cái tuyên bố về sau thì nó sư e là tam sao thất bổn, chứ bản thân vị đó chứ cũng không tới mức đó đâu. Tại vì á, có một vài cái mà chúng ta phải công nhận như thế này. Một vị chứng thiền đầu tiên á, giới vị đó phải trong sạch, vị đó mới có thể định được, mới có thể chứng thiền được nha. Giới không trong sạch là không có chứng thiền được. Cái thứ hai á, là vị đó phải là vị thiểu dục chứ không phải là người nhiều dục. Thiểu dục thì mới có khả năng chứng thiền. Cho nên là nói về cái khả năng của vị này là phải có nhiều cái để chúng ta phải công nhận, chứ không phải chúng ta bác. Rồi bây giờ mới tới cái tuy nhiên nè. À, bây giờ mới tới cái tuy nhiên là cái sự chứng thiền nó không phải là sự chứng thánh. Nhớ vậy, chứng thiền khác chứng thánh. Chứng thánh thì không bao giờ lu sụp. Một vị chứng sơ quả không có lý do gì vì đó mất sơ quả. Nhưng một vị chứng thiền á, vị đó có thể mất thiền, có thể hoại thiền. Do đâu? Do sự lơ là trong việc thực hành, sự bỏ quên, hoặc là do bị phiền não, ví dụ như là do tham dục, hoặc là do bị quấy rầy, tức nói các loại phiền não nói chung.
mà cụ thể ở đây á, sự e là cái sự quá chăm chút của truyền thông, có thể là nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái việc thiền định của vị này. Cho nên là cái định á, là có thể mất, thánh thì không mất, nhưng mà chứng thiền chưa chắc chứng thánh. Đã có bằng chứng cho thấy vị này chứng thiền nhưng không có bằng chứng cho thấy vị này chứng thánh. Ở Phật giáo thì cái này là phải nghiêm túc. Còn cái chuyện là cậu bé Phật thì theo như sư được biết á, đây là một cái cách của truyền thông để kêu gọi sự quan tâm, quan tâm về du lịch nè, quan tâm về các cái dịch vụ kèm theo của những người xung quanh, chứ không nhất thiết là của bản thân vị này. Cho nên là ở trong đây đó, đương nhiên là còn có những cáo buộc, nhưng mà những cáo buộc đó thì cũng không có bằng chứng điều tra một cách rõ ràng. Cho nên là chúng ta phải có cái nhìn khách quan ha, cái nào người ta làm được, vì đó làm được thì chúng ta phải công nhận. Còn cái nào mà vì đó chưa chứng minh được là vì đó có thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái đó. Đó. Cho nên là xét một vấn đề thì chúng ta cần phải có cái nhìn nó đa chiều. Không biết là hai vị đại đức có thông tin hoặc nghiên cứu nhiều về cái vấn đề này hay không? Vì có bổ sung gì hay không hay là chúng ta cho qua? Nói chút xíu rồi Dạ. thì thưa quý vị có nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Nghe rõ, nghe rõ. Cậu bé năm 2005 này nè thì chúng tôi cũng có thấy tới, tức là có biết tới qua thông qua những người khác họ kể và một điều như vậy tôi thấy á. Và giống như cái sự PR truyền thông nó PR quá, đâm ra là nó sẽ tương tới một cái khía cạnh là người ta nhiều người gọi là hiệu ứng số đông á, hiệu ứng số đông làm cho mình quan tâm, làm cho mình quan tâm và ai cũng tin hết trơn, cái mình cũng tin. Nhưng mà tự tự là nếu như xem tệ nó hồi nãy, nếu cái cậu bé này có đắc định, và cổ cho dù có đắc tin thiền, có đắc thiền thì cũng chỉ là một vị phàm phu, xin thưa vị này chưa có xuất gia nên nó không phải lì kheo, một vị phàm phu đắc thiền thì tại sao mình gán cái chữ Phật cho cái vị đó, thì đây là một cái điều chúng tôi thấy nó mơ hồ quá. Theo Phật giáo Nam Tông thì không có một vị Phật người thứ hai ở cái hiện tại, trừ khi giáo pháp mất đi thì vị khác, vị Phật khác mới có thể sanh ra thế gian và tiếp tục hoằng dương chánh pháp, chứ không thể nào mà giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mà đang còn ở đây, đang còn mà có thể xuất hiện thêm một Phật thứ hai. Cho nên về cái chữ là cả ba cái chữ cậu bé Phật này là hơi quá giống như mà bây giờ mà ở Phước Sơn mà có một ông sư nào ông ngồi thiền 7 ngày 8 ngày cho là quý vị đổ xô về Phước Sơn nghe, cái truyền thông nó bia. Cho nên hoặc là bây giờ mà ông đặng dân ông bay lên được, ông ngồi thiền mà ông cái tổ cụ ông bay cách khỏi trụ chừng khoảng 5 năm 5 thước thôi, rồi sau nó chỉ cần 2 phút thôi là ông gớt xuống cho lệ là quý vị cũng đổ xô lên Phước Sơn ngay. Nó được cái là mình tầm cầu cái sự viễn hoặc hơn là mình tầm cầu cái gì nó đem lợi ích cho bản thân mình. Khi mà người ta nói rằng có cậu bé gì ở Ấn Độ về ngồi thiền 30 bao nhiêu ngày đó thì chúng tôi vậy thôi biết vậy thôi, tại vì á cái vấn đề của chúng tôi ở đây là chúng tôi cần một vị nào có thể giúp chúng tôi giải quyết cái chuyện của riêng chúng tôi, chứ không phải là một ông ngồi thiền ổng cho ổng thôi, ổng có đắc định gì ổng cũng cho ổng mà mình không được cái gì hết trơn á, mình không được gì hết trừ khi mình cúng dường ổng thì được. Cho nên vấn đề ở đây là mình phải nhìn nhận cái vấn đề, cái chuyện nó thiết thực hơn là một vị nào đem lợi cho mình về cái chánh kiến, mình đời dạy mình những cái chép ABC để tiêu trừ phiền não, để làm sức mình. Hồi xưa tôi lây lộn với vợ tôi quá, sư ơi sư giúp làm sao cho con về con mốt con đỡ gây lộn với vợ con, mình đi kiếm mấy ông đó đó nha. Con sân quá, con
con mê gái quá gì đó, sư làm sao sư giúp con để sư đừng có con để con bớt cái đấy, cái tật của con thì đi kiếm mấy ông đó đó, đi kiếm cái ông bên Ấn Độ rồi bên Nepal gì rồi à, ông ngồi thiền không à, cái dù ông có đắc định đi nữa là ông cũng hưởng cùng mình đâu, cho nên đây là một cái chiều hướng là mình khi mà mình tu mà là mình thần tượng với thần tượng ca sĩ là thua, nó không có phải là một cái gì gọi là to lớn cả. Ngày xưa Đức Phật ngài nhà thành đạo Thiên Thiên Phạm Thiên đến đặt nhạc hết, cái đây đâu phải là trường hợp đặc biệt để mà trái đất nó rung động đâu, mà quý vị làm quá như vậy, mình ở một cái thể vị thế là mình giống như là, và đa phần mình đi hóng chuyện hơn và mình góp vui cho cái số đông, là vô tình đó, vô tình cái số đông đó, nó thành một cái trào lưu, nó thành một cái hội ứng đám đông. Cho nên khi mà mình nhìn nhận cái vấn đề theo đúng cái nghĩa của nó đó, thì mình trả thấy cái chuyện này năm 2005 chúng tôi biết cái câu chuyện này qua 2006 2007 nó còn rất là nóng, chúng tôi thấy bình thường. Và những cái chuyện ví dụ như ông Sư Thái Lan, ông chú vô cháu giàu, ông ngồi cháu cũng không nóng không phỏng gì hết thì nó cũng bình thường, tại vì cái chuyện ông ngồi ông không nóng á, chuyện của ông, còn chuyện của tôi là tôi đi tôi kiếm cái chuyện tôi giải quyết phiền não của tôi, tức là mình phải nhận định ở đây là một quan ở biết vậy thôi, đừng cái thần tượng, đừng có làm cái chuyện đó rồi mình chia sẻ cho người khác, mình nói gì khác mình cảm giác nó giống như mình nói chuyện này là chuyện quá dị màu, người ta tin mình luôn, thì vô tình mình truyền tải đi cái thông tin làm cho những hiệu ứng đám đông nó xanh lên, và nhiều người ta tin theo rồi nói rằng cái điều cái người PR họ cần nhất, mình vô mình chửi cũng được mà mình vô mình khen cũng được, là cái hiệu ứng đám đông để người ta cái người tổ chức họ khoái cái đó à. Cũng là kết thúc cái câu trả lời đây. Không biết sư Tuệ Tường có ý kiến gì. Dạ, hai vị đại đức trả lời câu hỏi này rất là đầy đủ rồi, cho nên xin lướt qua. Dạ. Dạ. Thầy sư có nói sơ, tại vì cái camera đó nó cần chỉnh, nó có thể chỉnh cái màu sắc rồi cái âm lượng. À, cái màu sắc những cái gam màu á giống như là sáng tối này nọ, nhưng mà tại vì sư không phải là cái chuyên gia hình ảnh á, cho nên là sư có chỉnh thì nó cũng chỉ tương đối thôi, chứ nó không có phải là một cái hình ảnh như là quý vị mong mỏi, thành ra là thấy xài được là được rồi. Đó, chứ còn mà đòi chuyên nghiệp thì sư cũng không phải là chuyên chuyên gia hình ảnh ha. Để chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Bye bye.